Thời điểm này, giá thịt heo tại các chợ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chững lại. Thịt nạc 130.000 đồng một ký, thịt đùi, thịt vai, cốt lết 120.000 đồng một ký, sườn non 170.000 đồng một ký, xương cổ 120.000 đồng một ký, thịt ba rọi 140.000 đồng một ký, ba rọi rút sườn 160.000 đồng một ký. Tại các siêu thị, so với tuần trước, giá thịt heo giảm từ 20.000 đồng một ký. Tại siêu thị Co-opmart, giá thịt heo bán lẻ như thịt nạc vai heo 150.000 đồng một ký, cốt lết 150.000 đồng một ký, sườn non 230.000 đồng một ký, ba chỉ rút sườn 210.000 đồng một ký. Theo đánh giá của ngành công thương, thị trường thịt heo đã bình ổn trở lại do nhiều nguyên nhân. Người tiêu dùng chuyển sang sử dụng các loại thực phẩm khác thay thế thịt heo. Nguồn nhập khẩu thịt heo dồi dào, các doanh nghiệp lớn đã điều tiết việc cung ứng thịt heo ra thị trường hợp lý. Ngành chức năng dự báo từ nay đến cuối năm, giá heo hơi sẽ không biến động mạnh và có thể giữ ở mức từ 70.000 đến 80.000 đồng một ký.